Tương truyền thành Bắc Kinh Hoa có một ngôi chùa bị âm khí bao phủ, tên là Lan Dược. Chùa Lan Dược, ngoài ngôi chùa này có một động hoa sen, bên trong có hoa sen tu luyện thành tinh, chuyên ăn linh hồn để tăng tuổi thọ. Người đi ngang nơi này đều thấy ớn lạnh sống lưng, vỡ hết tim gan. Hôm sau, hoa sen tinh lại làm yêu pháp, hiệu lệnh các nữ yêu vào trấn, quyến rũ rồi giết người qua đường, thu thập dương tính. Còn nhân sĩ chính đạo các nơi thấy yêu khí ngày một hiện rõ, liền đến nơi này để hàng yêu phục ma, thay trời hành đạo. Lại đi nào. Lại đây. Các ngươi đúng là vô tích sự. Thể loại này sẽ chỉ tổn thương nguyên thần của ta. Hạng đam mê tụ sắc, thôi để lại cho các người đấy. Liêu trai cực đạo thiên sư. Mười năm sống chết có đôi đường, gạt nhớ thương vẫn tơ vương. Từng ngắm biển xanh e gì nước, chưa tới vu sơn chưa biết mây. Chỉ còn trong mắt tròn đêm thức, báo đáp tình xưa. Có sát khí. Vị tiểu ca ca này, huynh từ đâu đến, muốn đi đâu vậy? Nhìn gì đó? À không không, không có gì. Chỉ là tại hạ thấy các vị đại ca tố chất hơn người, không hề tầm thường. Tiểu thư sinh, đừng sợ. Nói ta biết, người có nhìn thấy hai hòa thượng nào không? Hai hòa thượng? Đúng. Một già một trẻ, đúng thế. Chẳng phải ở kia à? Tình thế nghiêm trọng thế này, ta nên đi trước thì hơn. A-di-đà Phật. Phong thủy luân chuyển, nơi nào chẳng tương phùng. Đại sư, để lại tráp báu bảy lớp, ông đi đường của ông, ta phát tài của ta. Ở đây à? Thí chủ, cần gì khổ sở theo đuổi quả thánh của nhà Phật ta? Sớm ngày buông đao đồ tể, lập tức thành Phật. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại cứ muốn xông vào. Với con mắt của ngươi mà còn ảo tưởng muốn cướp tráp báu, dám cười nhạo ta, ngươi đâu? Bày trận.
yêu khí. Thế chủ dừng bước. Sư phụ, hai chúng ta vẫn nên đi thôi. Đeo bám không thôi. Để ta chấm dứt ân oán này đi. Sư phụ cứ đi đi, người cứ yên tâm về trác báu. Bắt yêu quan trọng, pháp thiện chúng ta họp mặt ở cổng trấn. Đuổi theo tiểu hòa thượng. Tỷ tỷ, đi mau. Còn không chạy mau, tên hòa thượng kia điên rồi. Sau này đừng gặp lại. Ban ngày còn có thể đi lại, cũng không biết bao nhiêu người đã bị các ngươi hại rồi. Phản chiếu? Không thể nào. Hai người đừng gầm gừ nữa. Hai người lúc nào cũng làm hỏng chuyện. Đại ca, ta là lão nhị. Lão nhị? Phía trước không xa chính là thị trấn. Ta thấy bọn chúng sẽ gặp mặt ở đó. Chúng ta cũng đi. Chúng ta cũng đi. Đi. Kim Hoa. Sư phụ. A Di Đà Phật. Đi thôi. Kim Hoa. Nhìn các vị khách quan chắc đều là người vùng ngoài nhỉ. Nhìn các đại gia đây đều là người trong nghề, binh khí cũng không phải dạng thường đâu. Gầm gừ. Ta nói đại tiểu nhị, sao ngươi lắm mồm quá vậy? Mang rượu ngon thịt ngon lên đây, không thiếu tiền trả ngươi đâu. Ta nói đại tiểu nhị, có những chuyện không phải chuyện ngươi có thể nghe ngóng đâu. Giữa ban ngày ban mặt, ngài đang muốn làm gì thế? Tiền tài là vật ngoài thân mà. Ta thấy các vị
đều là người trong giang hồ. Đến đây lâu như vậy cũng chưa mang rượu thịt lên. Ta đi chuẩn bị ngay cho các vị đại hiệp ăn đỡ. Nếu không, để hai tiểu ca ca này đói quá thì ta sẽ đau lòng đó. Mang bánh bao thịt người hôm qua ra đây cho mấy tên ngu si này ăn. Các người nghe nói gì chưa? Nghe nói đem đến trấn này sẽ trở thành chốn trăng hoa. Cô nương ở Liên Hoa Các ai ai cũng đẹp như tiên. Phải đó, phải đó. Rất nhiều người đi vào đều không muốn ra nữa. Ta thấy bà chủ này dung mạo như hoa. Các huynh đệ có ý gì không? Lắp đèn cái bụng đã. Các huynh đệ đến Liên Hoa Các dạo chơi. Được, cạn. Sư phụ, sao vậy? Nơi này yêu khí hoành hành, nhìn thế nào cũng không giống thành trấn bình thường. Đang ban ngày chẳng phải khá náo nhiệt sao? Đạo hành của con còn yếu, vẫn chưa thể nhận biết yêu khí. Nhưng rõ ràng bọn họ đều là người mà. Người mà không phải người, yêu mà không phải yêu, hút yêu khí vào thì sẽ mất đi nhân tính. Nhớ lấy, nhất định phải trông chừng trát báu. Con biết rồi sư phụ. Nhưng tại sao chúng ta vẫn phải đến nơi này? Ta phải giải cứu một người tốt, nhân tiện thu phục lũ yêu này. Nhưng làm sao sư phụ biết người tốt kia sẽ đến nơi này chứ? Chớ nói nhiều, đi theo sư phụ là được. Hôm nay chúng ta đều nếm thử công phu của hòa thượng thối rồi. Xem ra muốn lấy trát báu không thể chỉ dựa vào vũ lực, phải dựa vào trí khôn. Lão Lục, muội thông minh nhất, muội xem thế nào? Đại ca, ta là lão nhị. Ôi trời, còn xem thế nào được nữa? Đứng đó xem chứ gì. Các huynh nhìn bộ dạng lẳng lơ của bà chủ kia đi. Mấy người các huynh, còn ai có sức được làm việc nữa hả? Lão Lục, ăn nói với lão đại kiểu gì đấy? Ngươi giận. Nào, ăn bánh bao đi. Thôi khỏi, không ăn. Lão đại, thịt đến rồi. Không phải chứ, Lục Nhi, suốt cuộc buộc có cách không? Cách thì có đấy. Chúng ta bảo lão Tam đi thu hút sự chú ý. Ta xem thử có thể thừa cơ lấy trắc báu không? Hay lắm. Ta cược 5 lượng, lão Tam chết thẳng cẳng rồi. Từ lâu đã biết đại sư pháp lực cao cường, bọn ta không phải đối thủ. Nhưng mà nhìn ám khí này. Ôi, cái tên này, trước khi bắn ám khí còn cho người khác biết. Sao hắn xếp thứ ba vậy? Pháp thiện, đi băng bó đi. Dân, sư phụ, nghiệt chướng, chết không hối cải. Đợi ta thu phục yêu xong, lại đến thu phục lũ mặt người già yêu các ngươi. Mặt người già yêu? Con sai rồi sư phụ. Sư phụ, cẩn thận. Chúng ta đi trước, nhanh lên. Hòa thượng giết người, con nguyền không chứ? Đại sư, người muốn làm gì? Đa tạ đại sư tha chết cho ta. Sau này ta sẽ nhất định cố gắng làm người. Nếu người có ý hối cải, vậy thì hãy làm người tốt. Nếu vẫn còn làm việc ác, ta chắc chắn không tha cho người. Đại sư, ông yên tâm, sau này ta nhất định cố gắng làm người.
nhất định cố gắng làm. Đại sư, ông đi thông thả. Đi thông thả nhé đại sư. Võ công cao thì ngon lắm à. Nếu không nhờ ta nhiều kinh nghiệm giang hồ thì suýt nữa đã chết ở đây rồi. Vị đại ca này, cho hỏi quanh đây ở đâu có nhà trọ vậy? Mua đao 10 lượng, hỏi đường 5 lượng. Mua đao tặng hỏi đường. Sao huynh không ăn cướp luôn đi? Ngươi có ý gì hả? Có mua không? Giang hồ hiểm ác, ta không hỏi nữa, cáo từ. Không mua thì cút xéo. Nhà trọ Kinh Thái Long. Cho qua, cho qua. Hai lạng thịt bò, ăn xong mới đã. Nữ nhân ăn vào không béo, nam nhân ăn xong có sức. Đứng lại. Đã nói với ngươi, bưng đồ phải bưng cho chắc. Ngươi cứ lắc lư, uốn éo như vậy không tốt đâu. Nếu ngươi đụng phải người khác thì sao? Cho dù không đụng người khác, đụng phải hoa cỏ cây cối, đụng phải bạn nhỏ cũng không tốt mà. Còn càm ràm thì ta không làm nữa. Nói gì hả? Không làm. Ta hỏi ngươi, bây giờ ngươi là ông chủ hay ta là ông chủ? Lý nào lại vậy? Còn cãi lại. Nếu không vì nể tình, ngươi là cháu ngoại ruột của dì ba của cậu hai ta, ta chẳng thèm đếm xỉa tới ngươi. Ông chủ ơi, chàng trai trẻ, nhìn cậu tướng mạo đường hoàng, ngũ quan đoan chính, gánh nhiều hành lý như vậy, tim không đập, không thở dốc, mặt không đỏ, nhất định là một nhân tài chạy bàn. Hiếm có, hiếm có. Dừng. Ông chủ, ta đến để ngủ trọ. Thì ra là khách quan. Thật kính. Cho hỏi khách quan, muốn ở phòng đôi hay phòng đơn? Phòng hạng sang hay phòng tiêu chuẩn? Tại hạ là một thư sinh, căn phòng bình thường để dừng chân nghỉ ngơi là được. Ta sẽ thu xếp phòng chữ địa số 3 cho cậu ngay, được không? Không biết cậu có cần dịch vụ báo thức, dịch vụ ăn sáng tận phòng, tắm rửa có cần nước nóng hay không? Còn nữa, cậu ở thêm vài ngày, ta có thể chiếu khấu cho. Nếu buổi tối cậu thấy trống vắng, cô đơn lạnh lẽo, chỗ bọn ta có. Nhưng ông chủ, tiểu sinh hâm mộ tài ăn nói của ông chủ, thao thao giang thủy, liên miên bất tuyệt. Nhưng tại hạ chỉ muốn ngủ trọ một đêm thôi. Hiếm có. Trong thiên hạ, người tán thưởng ta thật sự không nhiều. Vừa gặp đó hợp nhau. Phải ông chủ, có thể cho ta một phòng không? Tuổi trẻ có tiền đồ, không bị lay chuyển bởi lời nói của ta. Thôi được, ta nói thật cho cậu biết. Không có phòng. Không có phòng mà ông nói nhiều như vậy. Ông lãng phí thời gian của ta. Đúng đó, ông chủ của bọn ta chán quá, muốn tìm người trò chuyện thôi. Đừng nôn nóng. Chúng ta hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chi bằng hôm nay ở lại đây. Tối nay chuyện trò thân mật, chúng ta đối trụ ca hát. Cậu làm ta nhớ đến bài hát xưa. Chàng trai trẻ, đường đêm không dễ đi đâu. Ta tặng cậu một lá bùa, tự cầu phúc nhé. Là muội ấy. Còn nhìn à.
Huynh đừng đá ta nhé. Ba ngày đá ta xuống dưới, ta còn chưa tính sổ với huynh đâu. Mỗi người một lần, thế này công bằng rồi chứ? Xin lỗi nhé lão nhị. Lão đại, ta ở đây này. Người mà huynh mới đá xuống dưới vẫn là lão Tam. Lão Tam. Sư phụ. Sư phụ. Liên Hoa Cát. Không cho ta vào. Bổn cô nương tự có cách. Liên Hoa Cát.
A-di-đà Phật, đại sư, đời người nơi nào chẳng tư phùng. Thí chủ có biết mình không sống được lâu không? Đại sư lượng thứ, tại hạ cũng không muốn một mình chạy thoát thân. Chỉ là thấy đại sư nhanh nhạy như vậy, thêm tại hạ cũng chỉ thêm phiền phức. Thí chủ, cậu sắp trở thành thức ăn cho yêu nghiệt mà không hề biết. Cậu có biết thứ ở trong lầu các này là gì không? Yêu ma. Ban ngày ban mặt, trời đất sáng ngời, trời cũng không còn sớm nữa, cáo từ. Thí chủ, không được vào hang yêu. Đại sư, ông tuân thủ giới luật thanh quy, nhưng tại hạ cũng không phải người ở cửa Phật. Vả lại, chẳng qua là ngủ nhờ một đêm thôi mà. Thể chất như thí chủ, yêu quái dòm ngó đã lâu, đeo sẵn mùi thơm, chỉ đợi cậu cắn cậu thôi, một đi không trở lại. Tại hạ là một người phàm, mong đại sư đi phổ độ cho những chúng sinh khác đi. Gian phòng cuối cùng vừa có người vào ở rồi. Mời công tử tự nhiên. Lúc nãy đã nói rồi mà, nếu công tử không có nơi nào để đi, thành Bắc có chùa Lan Nhược đấy. Đúng là đã nói cho ta ở, bây giờ lại không cho ta ở. Không sao, ta tự đi tìm chỗ để ở. Thí chủ, không được đi. Nhà trọ không cho ta ở, chùa Phật cũng không cho ở, vậy ông bảo ta ở đâu đây? Vị huynh đệ này, cho hỏi chút, chùa Lan Nhược đi đường nào? Đi thẳng phía bên kia, sẽ đến đường Suối Vàng. Suối Vàng? Vẫn nên ít uống rượu thì hơn. Thí chủ, thí chủ không được, thí chủ, có duyên sẽ gặp lại. Thôi vậy, chỉ cần không vào hang ma này cũng xem như giữ được tính mạng. Trước tiên phải mau mau tìm ra pháp thiện đã. Chùa Lan Nhược.
Tiểu Thiến. Không đúng, Tiểu Thiến. Không phải muội nên ở Liên Hoa Cát sao? Công tử, chẳng lẽ không muốn ta ở đây với huynh sao? Không phải, ta sợ mụ Tú Bà kia làm khó muội. Vậy chi bằng chúng ta vào trong phòng trò chuyện. Cũng được, ta sợ ở ngoài sẽ cảm lạnh. Nào. Mời ngồi. Nơi này đơn sơ, mong muội đừng chê. Công tử từ xa đến, tiểu nữ nửa đêm là không thể về nhà. Có thể ở nhờ chỗ công tử một đêm không? Tiểu Thiến, ta... Ai đó? Ai? Tiểu Thiến, muội trốn trước đi. Mau, trốn vào trong đó, ta đi mở cửa. Còn bọn sách... Đây không phải nơi Quynh nên đến. Là người hay ma? Bây giờ là người. Lát nữa có lẽ sẽ là ma đấy. Thì ra là Quynh Đài à? Tại hạ còn tưởng là sư phụ xuất gia chứ. Nơi này hoang vu như vậy, không có sư tăng từ lâu rồi. Có Quynh Đại làm hàng xóm thật sự tốt quá. Hàng xóm như ta đây, Quynh có thể xem như không có. Có người bầu bạn dù sao vẫn tốt hơn không có. Hơn nữa tại hạ vừa nhìn thấy Quynh Đại đã cảm thấy vô cùng thân quen. Hôm nay trăng vừa đẹp, không biết Quynh Đại có nhã hứng cùng ngắm trăng với tại hạ không? Trăng thì có gì đáng ngắm. Đi nào, đi nào. Nào, nào. Nào, 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 nào. Nào, mời ngồi. Tại hạ Ninh Thái Thần. Yến Xích Hà. Yến Quynh cũng là thí sinh đi thi sao? Không thi. Nghe giọng nói Yến Quynh không giống người địa phương, cho hỏi người Tần. Cũng không còn sớm nữa, chắc chắn Yến Quynh cũng mệt rồi. Hay là chúng ta ai về phòng nấy nghỉ ngơi nhé. Trời ơi, còn tưởng là gặp ma, thì ra là một giấc mơ.
muội đến rồi đi vội vã, cũng không biết muội họ gì tên gì, giống thật. Cũng không biết lúc nào chúng ta mới được gặp lại. Không được, ta sắp phải thi khoa cử rồi. Việc nước làm trọng, việc nước làm trọng. Yến Quỳnh, thấy trong phòng Quỳnh có ánh sáng, chắc chắn Quỳnh chưa ngủ. Chúng ta nói chuyện đi. Chớ trách, chớ trách. Trời ơi, không phải giấc mơ à? Tiểu ca ca, là cô là... Ta theo người nhà đến đây mãi nghệ, không ngờ bị người ta, bị người ta bắt cóc làm nha hoàn. Lừa ai đấy? Ra ngoài mãi nghệ mà ăn mặc như cô à? Nói thật đi. Sáu người bọn ta vốn là huynh muội kết bái, lẽ ra bọn ta là hậu vệ của mục tiêu cùng Thiết Môn. Nào ngờ trong một lần áp tải hàng hóa thì đánh mất đồ, bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ trốn. Sau đó kiếm sống qua ngày bằng nghề ăn cướp. Đêm đó, sau khi vào Liên Hoa Cát chưa bao lâu, bên ngoài liền yên tĩnh hẳn. Đi. Lão Lục chạy mau, có yêu quái. Lão Lục, đi mau. Để ta. Tam ca, mơ mộng gì đấy? Đi theo ta nào. Chỗ ta cũng có tiểu ca ca hàng đầu có thể hầu hạ cô đấy. Ai? Gia gia đây là Yến Xích Hà. Từ lâu đã biết các người lai lịch bất chính, không ngờ lại ra tay nhanh như vậy. Nữ nhân cũng không tha. Tiến đạo sĩ, có biết quấy nhiễu ta sơ mồi sẽ có hậu quả gì không? Hậu quả chính là ta đánh đến khi người nôn những gì đã ăn ra ngoài. Đứng yên. Tiến đạo sĩ, ta và người không thù không quán, chỉ ăn kẻ ác. Ngươi lại muốn ta hồn phi phách tán. Ta và người không đội trời chung. Hôm nay nếu không việc có thêm gánh nặng,
ta nhất định sẽ thu phục lão yêu quái nhà ngươi. Vị cao nhân này, Quỳnh có tấm lòng hiệp nghĩa, xin Quỳnh báo thù cho nam ca ca của ta. Thù này không báo không phải quân tử. Nói hay lắm. Vậy Quỳnh đi đi. Đi thì đi, ít nhất ta là quân tử. Nếu không tại tiểu đạo sĩ kia đột nhiên nhảy ra, đêm nay lại là thời cơ cực tốt để ta tu luyện nguyên thần. Lúc thì một tên đạo sĩ, lúc lại một tên hòa thượng. Các ngươi ai nấy đều trốn sau lưng ta. Thức ăn của ngươi đâu? Ta... Nhìn gương mặt nhỏ nhắn này đi, đẹp hơn cả trong tranh. Sao làm việc lại lơ là đến vậy chứ? Các tỉ muội kiếm được nhiều đồ ăn như vậy, ngoại tổ mẫu vẫn chưa no à? Còn dám cãi lại? Mấy thứ thô kệch ngu xuẩn, ham mê tụ sắc tiền tài, chỉ có thể lót dạ, sao có thể giúp ta tu hành? Bắt buộc phải là cái loại mình đầy chính trực, yêu tà khó xâm. Chỉ có gương mặt xinh đẹp của ngươi may ra mới quyến rũ được, mới có thể giúp ta làm nên chuyện lớn. Ngoài tổ mẫu chớ giận, tên bạch diện thư sinh kia có người bảo vệ, không thể trách tiểu anh. Ta thấy tên bạch diện thư sinh kia cũng rất có tình cảm với tiểu anh, chi bằng cho tiểu anh thêm một cơ hội đi. Lão hòa thượng kia luôn bảo vệ tên bạch diện thư sinh đó, ta thấy không dễ xơi đâu. Nếu ai cũng gắng sức làm việc như ngươi thì ta không phải lo rồi. Tối nay ngoài tổ mộ trải qua một trận ác chiến, đã ăn 5 người, cũng không biết đã bồi bổ lại chưa. Vẫn phải ăn tên bạch diện thư sinh kia thì ta mới an tâm được. Tiểu Oanh biết phải làm gì rồi chứ? Ngoại tổ mẫu thương người nhất đó. Lần này đừng làm ta thất vọng nữa. Vừa nói là quân tử, vừa không chịu giúp đỡ. Hiệp nghĩa ở đâu ra hả? Ai? Ai đó? Công tử, là ta. Thật sự xin lỗi, ta hạ chỉ ném đá, còn nhỏ một mình thôi. Không ngờ lại làm cô nương bị thương. Có thể để tại hạ kiểm tra sơ qua, xem làng cô nương bị thương ở đâu rồi. Không sao. Tại sao công tử không sửa sang y phục cho chỉnh tề vậy? Cô nương nói phải, cho hỏi cao danh quý tánh cô nương. Tiểu Anh, quả nhiên muội không phải muội ấy. Lần đầu gặp công tử, công tử đã gọi ta là Tiểu Thiến. Cho hỏi Tiểu Thiến cô nương này là gì của công tử vậy? Thôi đừng nhắc đến, chỉ là giống nhau thôi mà. Nếu công tử thấy ta giống cô ấy, cứ gọi ta Tiểu Thiến là được. Vị thí chủ này, trời ơi, con lừa trọc này chỗ nào cũng nhúng tay vào. Muội đi trước đi, tên hòa thượng này nổi điên lên sẽ không tha cho ai đâu. Tối mai chúng ta gặp nhau ở đình tập lý nhé.
Nơi này yêu khí nặng quá. Phải đó, ta vừa nhìn thấy ma nè. Ở đâu? Chính là lão ma ông chứ ai. Các ông đi theo ta làm gì? Người xuất gia các ông không có việc nghiêm chỉnh để làm sao? A Di Đà Phật. Thí chủ không biết đấy thôi. Người lúc nãy nói chuyện với cậu chính là yêu. Yêu thì sao? Người thì đã sao? Cô ấy có từng làm ta bị thương chưa? Cô ấy có từng trượt đuổi ta mười mấy dặm đường chưa? Chúng ta đuổi theo. Đại sư, ta thấy ta giác ngộ rồi. A Di Đà Phật. Chi bằng vào phòng ta uống cốc trà đi. Nào nào nào, bên này. Lại là yêu nữ nhà ngươi. Trộm trắp báu của ta đến giờ, còn muốn hãm hại vị thí chủ này hay sao? Xem ra hôm nay ta nhất định phải thu phục ngươi. Cậu là ai? Tại sao cản ta? Câu chó điên cắn người trước là nói về ông đúng không? Ta thấy ông là đệ tử nhà Phật, còn đòi đánh đòi giết cơ đấy. Hiểu lầm rồi. Cửa Phật từ bi, A Di Đà Phật. Ta chỉ dạy dỗ kẻ ác, không liên quan đến cậu. Thế chủ xin cứ tự nhiên. Đạo gia nên hàng phục yêu ma, trừ gian diệt ác. Tuyệt đối đừng đi cùng đường với kẻ xấu. Kẻ xấu? Người ta đã cải tà quy chính rồi. Yêu thì ta hàng rồi, ác ta cũng diệt rồi. Chuyện các ông không lo nổi, dù sao ta cũng lo hết rồi. Đã nói là đến uống trà mà, người mình cả. Thôi vậy, các người đánh đi, ta mặc kệ. Thí chủ, Yến Quynh, tối qua ngủ có ngon không? Dù gì cũng không ngủ ngon bằng Quynh. Phải, phải. Đi đâu đấy? Ta đi gặp một người quen cũ. Đi gặp ma chứ gì? Trời sắp tối rồi. Ngoại thành hoang dã, không nên đi lại khắp nơi. Yến Quynh nói phải. Vậy ta vào trấn đi dạo. Phải à? Thế Quynh đi đi. Coi chừng chết ở đó đấy. Đúng rồi, nói ra thì hai vị đại sư và vị cô nương kia đâu? Đại sư thì ta không biết. Cô nương nói là đi báo thù rồi. Chắc lúc này đã đến trấn rồi. Cô nương người ta đi báo thù, cớ sao Yến Quynh không đi cùng? Không cùng chí hướng, không thể chung đường. Ta khuyên nhủ không nghe, phải trách ai đây? Mất thời gian. Tiểu ca ca này, Quynh từ xa chạy đến không phải để tìm ta đấy chứ? Chứ không thì ta có thể tìm ai được nữa? Dựa vào sức của một mình cô làm sao báo được thù hả? Vậy một thư sinh như Quynh, Quynh định giúp ta thế nào đây? Ta muốn trách chỉ có thể trách ta học hành không tới nơi tới chốn, bị tiền tài làm mụ mị đầu óc. Yến Xích Hà đã không chịu giúp ta, ta cũng không biết phải làm thế nào. Cô nương không cần lo lắng, chúng ta còn hai vị đại sư đến giúp đỡ mà. Hai người họ thì thôi đi, e rằng ngay cả ta hai người họ cũng không tha cho đâu. Ta khuyên Quynh vẫn nên về sớm đi, trời tối rồi, đây lại là chốn thị phi. Nhưng qua trận đại chiến đêm qua, đám yêu kia có đến nữa không? Yêu quái sao không đến nữa đâu. Các cửa gây rối như vậy đã tạo phúc cho bách tính ở đây đấy. Đa tạ ông chủ ban phúc cho ta. Chắc chắn ông cũng là cao thủ giấu nghề nhỉ?
bớt bớt đi, cậu đừng ép ta xuất sơn. Nhớ năm xưa, lúc ta hành tẩu giang hồ, ông chủ, ông có biết lũ yêu quái kia trốn ở đâu không? Ta còn chưa nói xong mà, cô có phép lịch sự hay không vậy? Thời gian cấp bách mà ông chủ. Thôi được, ta cho cậu biết, bên cạnh chùa Lăng Dược có một động phủ. Các người đi xem thử đi. Đa tạ ông chủ. Đừng đa tạ ta, đa tạ sư đệ của ta đi. Thôi, không nói với cậu nữa, ta phải đóng cửa đây. Con đường đúng đắn ở nhân gian là thăng trầm của cuộc đời. Mấy đại thúc thời nay đều kỳ lạ vậy sao? Vị thí chủ này, đại sư, ông cũng đến rồi. Khoa thượng nhà ông cứ phải dồn ta vào chỗ chết sao? Không phải, ta nghe các người nói bên cạnh chùa Lan Dược có một động phủ yêu khí rất nặng. Với cả ta cũng đang tìm đồ nhi của ta, nó để lại trát báu, người thì biến mất rồi. Vậy thì tốt quá, có đại sư giúp đỡ, ác sẽ nước chảy thành sông. Chúng ta cùng đi, thế nào? Được đấy, mời. Tại sao Ninh Thái Thần rời đà chưa đến? Thiến, nơi này yêu khí tràn lan khắp nơi, chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận. Ta lên trên dò đường trước, hai vị đi theo sau. Tiêu rồi, cuộc hẹn với Tiểu Thiến. Cớ sao huynh lừa ta, còn lén lút hẹn hò với cô ta ở đây? Nè, lén lút hẹn hò là sao hả? Nói vậy là ta không vui đâu nhé. Yêu quái nhà ngươi, ngứa đọt. Tiểu Thiến, muội nghe ta giải thích. Còn cần giải thích sao? Ta và cô nương này không quen biết nhau, là một vị đạo hiệp đã cứu cô ấy. Bọn ta tìm đến nơi này cũng là để giúp đỡ tìm người. Có thật không? Tất nhiên là thật. Nên thái thần ta tuyệt đối không phải kẻ sai hẹn. Tiểu Thiến, cô làm gì đấy? Cô có biết rơi vào lưới tình sao không được luân hồi không? Ta không thể nói rõ là tại sao, nhưng ta có một cảm giác đặc biệt với huynh ấy. Nếu ta không bắt hắn, ngoại tổ mẫu cũng sẽ không tha cho cả ta. Cô đừng làm hại huynh ấy. Về phía ngoại tổ mẫu, ta sẽ tự đi giải thích với bà ấy. Ta thấy cô hết thuốc chữa rồi. Cho dù ta tha cho hắn, ngoại tổ mẫu cũng sẽ không tha cho hắn đâu. Thôi vậy, ngoại tổ mẫu triệu hồi chúng ta về phủ rồi. Quả nhiên là bùa lớn mạng lớn. Công tử, huynh mau đi đi. Số chúng ta đã định là vô duyên, ngoại tổ mẫu sẽ không tha cho huynh đâu. Tiểu Thiến, ta vẫn có chuyện chưa làm xong. Ta hứa với muội, xong chuyện nhất định sẽ giải thích với muội. Bây giờ cứu người quan trọng. Đồ yêu quái nhà ngươi, đừng nói nữa. Người phe mình, người phe mình. Ta biết cô và ngoại tổ mẫu có thù, ta cũng bị bà ta ép buộc, không làm gì được. Chúng ta giải quyết chuyện chính trước đã. Đợi ta báo thù trước, hẳn trừng trị ngươi. Chỉ dựa vào hai người, nạp mạng vô ích. Có nói gì thì bọn ta cũng muốn thử xem, còn đại sư ở phía trước nữa. Vậy ta đi cùng huynh, liều chết thử xem. Nói cứ như người. Này, đợi ta với. Biết bay thì ghê gớm lắm mà. Này, hòa thượng, đạo hiệp, sao cậu lại ở đây? Giống ông, ta thu phục yêu, ông cứu đồ nhi. Đồ nhi của ta ở trong đó, ba ngày ra ngoài khóa duyên, bị bắt đến đây. Vậy cớ sao cậu không ra tay cứu? Nếu cứu thì ta sẽ biết chỗ này sao? Yên tâm đi, trong chốc lát chưa chết được đâu. Có điều bây giờ thì ta không biết nhé.
Này, đám yêu quái các người không xấu hổ sao? Muốn ăn thì ăn đi, sao lại lột đồ của ta hả? Tiểu hòa thượng da dẻ cũng khá trắng trẻo mịn màng đấy, chắc vẫn là trai tân nhỉ? Yêu nghiệt, làm việc ác đến tận nhà Phật bọn ta luôn rồi. Hãy xem ta thu phục đám cô hồn giả quỷ các người. Quyển thuật Kim Cang Hộ Pháp. Lão hòa thượng, sao lại một mình liều mạng như vậy? Đạo hiệp cẩn thận, nơi này chí âm, pháp lực của ta bị hạn chế. Biết rồi, ra khỏi huyễn cảnh đi đã. Phá, lại là đạo sĩ thối nhà ngươi. Lần trước làm hỏng chuyện tốt của ta, lần này đến địa bàn của ta chưa đến lượt ngươi sức láo đâu. Phá huyễn thuật của ngươi, xem ngươi còn chiêu gì nữa. Ở kia, đại sư, ngoại tổ mẫu xin người tha cho họ đi. Tiểu thiến, muội không sao chứ? Tiểu thiến, muội không sao chứ? Công tử, ta luôn muốn hỏi huynh, nữ tử trong bức tranh đó có phải ta không? Đó là một cố nhân. Các người có thể cởi trói cho ta trước, hẳn tình tứ có được không? Đúng. Đèn hoa sen kia là ma chướng, phá vỡ thì âm khí sẽ tản ra. Cô không muốn sống, chứ ta thì muốn. Phá vỡ đèn thì hồn của chúng ta sẽ bị nhốt ở đây. Đừng nôn nóng, ta có vật có thể giữ hồn phách trong vòng 3 ngày không phân tán. Tiểu Tiến à, muội mau vào đây, chỗ này có bọn ta. Nào, đã báo thù chưa? Báo rồi, yên tâm. A Di Đà Phật.
Yến Quỳnh. Sư phụ, người không sao chứ? Ta không sao, đi nào. Đừng lo, ngoại tổ mẫu đã hồn phi phách tán rồi. Đến lúc đó ta bảo pháp sư siêu độ cho muội. Công tử, chẳng lẽ công tử đã quên Tiểu Thiến rồi sao? Ta... Thí chủ, người và yêu sao có thể yêu nhau? Đợi sau khi cô ta hút cạn dương khí của cậu sẽ làm hại cậu. Chỉ có ông là lắm lời. Sư phụ, sáng mai sau khi chôn cất Nhất Diệp cô nương, chúng ta siêu độ cho cô ấy nhé. Cũng được. Xem như cô ấy cũng đã quay đầu. Mộ của Nhất Diệp. Cứu cô ở đây, chôn cô ở đây. Nếu một lòng hướng Phật cũng không đến mức này. Đại sư, ông nói câu này quá đáng rồi đó. Nhất Diệp cô nương đã cứu mạng ông, ông còn bôi nhỏ cô ấy như vậy. Thí chủ, ý của ta là... Sư phụ, con chiều người đi nghỉ ngơi nhé. Đại sư, ta không cố ý kích động ông. Chớ trách ta, chớ trách ta. Cũng xem như trời quang mây tạnh rồi. Có điều, cứ thấy có gì đó khác lạ. Khác lạ ở đâu, Yến Quỳnh? Không có gì. Quay về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn lên đường. Ừ. Mộ của Nhất Diệp. Tiểu Thiến, muội vẫn ổn chứ? Công tử, ta biết muội không phải Tiểu Thiến, nhưng cho ta gặp được muội chính là duyên phận. Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. Công tử, huynh có biết không, ta đã là yêu thì đầu thai sẽ không còn ký ức. Tạo khóa treo ngươi, nếu không siêu độ cho muội, chúng ta sẽ không có kết quả. Sao ta nhẫn tâm chứ? Nếu công tử không chê, ta sẵn lòng cùng công tử sống chết bên nhau. Người và yêu không chung được, số mệnh ta đã định phải trải qua kiếp nạn này. Mười dặm bình hồ, sương trắng trời, tóc mai nhuốm bạc, sầu bao năm. Nơi hồ liên hoa mong tri kỷ, nguyện làm uyên ương không làm tiên. Giờ đây muội đã thoát khỏi ma chướng của ngoại tổ mẫu, mong muội siêu độ xong sẽ đầu thai vào một gia đình tốt, không bị hà hiếp nữa. Nhưng ta chỉ muốn ở bên cạnh công tử, cho dù ở trong chiếc bình đó thì đã sao. Nhưng mà đợi khi muội tan thành tro bụi rồi thì ta sẽ mãi mãi không được gặp muội nữa. Yến Xích Hà nói với ta, hắn quen với một vị đại sư có thể siêu độ cho ta, lấy bông tai của ta thì có thể đánh thức ký ức. Thật sao? Không còn nhiều thời gian nữa. Tiểu Thiến, Tiểu Thiến. Hãy
Sư phụ, sư phụ, người làm sao vậy? Ta biết ngay có điều khác lạ. Quỳnh muốn làm gì? Sư phụ pháp lực cao cường, không thể gặp chuyện gì được. Còn không phong ấn sẽ không kịp đâu. Đây không còn là sư phụ của Quỳnh nữa. Phiền phức rồi. Quỳnh không sao chứ? Chỉ dựa vào mấy mánh khóe vặt vảnh của người cũng muốn phá vỡ tấm thần kim cang của ta. Trời ơi, đây chẳng phải là dòng của ngoại tổ mẫu sao? Nên thái thần, nếu không có người giúp đạo sĩ Thối phá vỡ đèn hoa sen của ta, sao ta lại tìm được cơ thể tốt thế này để nhập vào chứ? Tiểu hòa thượng, mau đi lấy tráp báu, chỗ này giao cho ta. Được. Đi mau, đa tạ đại hiệp. Tài hèn sức mọn, khá đấy. Tưởng ta lăn lộn giang hồ vô ích thật à? Cho ngươi xem bản lĩnh thật sự của ta. Rõ ràng ta nhớ là ở đây mà. Đã tìm ra chưa tiểu hòa thượng? Đón lấy tráp báu. Yến đại hiệp, Yến đại hiệp. Liều luôn, thần binh như lửa, mau mau nghe lệnh. Sư phụ, xin lỗi. Tráp báo bảy lớp, bao nhiêu năm chưa gặp pháp khí thế này rồi, rất hợp để thu phục yêu. Ông chủ, sư phụ. Sư phụ chấp niệm quá nặng, để yêu ma đạt được mục đích.
còn phải hộ tống trác báu an toàn. Đầu xuôi đuôi lọt. Sư phụ, cửa Phật từ bi. Nếu ta vẫn không xuất sơn thì không có mối để làm ăn mất. Cũng may ông chủ đến kịp thời, ta biết ngay ông không phải người tầm thường. Ta có một bí mật cho Quynh biết. Trác báu không những cần người pháp lực cao cường mới có thể mở ra, mà người này bắt buộc phải còn trinh, bắt buộc phải còn trinh. Sư đệ, ta nói đệ nghe, ta phải thu dọn hành lý, ta phải đi rồi, ta phải đến một nơi khác, chỗ này không làm ăn được nữa. Sư Quynh, sao không đi cùng ta? Thôi, ta lớn tuổi thế này rồi, không thể giống như các đệ đấu tranh trong giang hồ nữa. Thay ta chăm sóc hắn cho tốt. Tiểu hòa thượng thì tính sao đây? Ông chủ, hay là chúng ta... Người đâu rồi? Sư huynh của ta là vậy đấy. Thần rồng thấy đầu không thấy đuôi. Chúng ta đi thôi. Sư phụ đã phiên tịch, gửi gắm trọng trách cho ta. Chúng ta mỗi người mỗi ngã, tại đây thôi. Đại sư đi đường bình an, chúng ta có duyên gặp lại. A Di Đà Phật. Ninh Quynh, chúc Quynh đổ đầu bảng, ngày sau làm quan lớn, đừng quên tạo phúc cho bách tính. Mượn lời tốt lành của Yến Quynh, trên đời này có thêm nhiều người chính nghĩa như Quynh thì tốt rồi. Chúng ta gặp lại tại giang hồ. Gặp lại tại giang hồ. Đúng rồi Yến Quynh. Tiểu Thiến nói Quynh quen một vị đại sư có thể siêu độ cho muội ấy. Tối qua Quynh đã gặp rồi đấy. Nếu muốn gặp lại thì phải xem duyên phận. Yến Quynh, Yến Quynh. Đúng là thần rồng thấy đầu không thấy đuôi, lại khiến ta có điều để nhớ. Cũng may có Tiểu Thiến ở bên ta, ta nhất định phải tìm được đại sư. Tiểu Thiến đâu? Tiểu Thiến của ta đâu? Tiểu Hòa Thượng, Tiểu Hòa Thượng, đừng đi. Vẫn nên để ta siêu độ cho cô vậy. Người và yêu không thể yêu nhau. Mong cô sau này đầu thai vào một gia đình tốt.